Ngọc Nữ rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Điểm những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày 4 tháng 5 năm 2022 trên báo Tin Ninh Online. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đón xem những thông tin trong nước. Khai mạc hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, thành lập 6 tổ công tác tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Ra mắt chuyên trang tin tức về SEA Games 31, giá xăng tăng khoảng 400 đồng một lít. Hôm nay 4 tháng 5, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, để chuẩn bị cho hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã sớm thành lập các ban chỉ đạo, nghiên cứu, tổng kết, xây dựng các báo cáo, đề án về những nội dung nêu trên để báo cáo Bộ Chính trị thảo luận, cho ý kiến và trình Trung ương xem xét, quyết định. Các ban chỉ đạo đã bám sát cương lĩnh của Đảng, hiến pháp của nhà nước và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết chỉ thị kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như tình hình thực tiễn của đất nước, khu vực và thế giới để tiến hành tổng kết, nghiên cứu, xây dựng các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo các nghị quyết trình Trung ương. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để xây dựng các báo cáo trình Hội nghị Trung ương lần này. Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tập trung thảo luận cho ý kiến và quyết định về các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề lớn, khó và hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu như đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 10 tháng 5 năm 2022. Tổ công tác do các phó thủ tướng làm tổ trưởng kiểm tra các bộ ngành trung ương, hai bộ trưởng là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Tài chính làm tổ trưởng kiểm tra các địa phương. Nhiệm vụ của 6 tổ công tác là tổ chức rà soát tổng hợp khó khăn vướng mắc, kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gửi Thủ tướng Chính phủ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đối với bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Tổ công tác xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại từng bộ, cơ quan, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của tổ trưởng tổ công tác. Chiều nay 4 tháng 5 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia đã diễn ra lễ khai trương trang thông tin của Thông tấn xã Việt Nam về Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Từ kinh nghiệm tổ chức nhiều chuyên trang thông tin đặc biệt về các sự kiện quan trọng của đất nước, Thông tấn xã Việt Nam đã chính thức khai trương trang tin chuyên biệt về SEA Games 31 tại địa chỉ www.seagames.vietnamnet.vn. Chuyên trang được thiết kế với hai phiên bản ngôn ngữ Việt và Anh. Đặc biệt, chuyên trang sẽ liên kết nội dung với trang thông tin chính thức của Ban tổ chức SEA Games 31 nhằm cập nhật kịp thời những thông tin chính xác nhất về đại hội. Không chỉ cung cấp thông tin, hình ảnh về SEA Games 31, chuyên trang sẽ cung cấp cả tư liệu của 30 kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Ngoài ra, thông tin tiếng Anh về SEA Games 31 sẽ được đăng tải trên trang web chính thức của tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương, ORNA. Bên cạnh việc xây dựng trang thông tin đặc biệt,
Thông tấn xã Việt Nam sẽ phối hợp với Tiểu ban Thông tin Truyền thông SEA Games 31 tổ chức trưng bày ảnh mang chủ đề Khát vọng chiến thắng với 100 tấm ảnh khổ lớn về những khoảnh khắc ấn tượng của đoàn thể thao Việt Nam qua các kỳ SEA Games. Trưng bày ảnh sẽ diễn ra tại Trung tâm Báo chí phục vụ SEA Games 31 đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 330 đồng, RON 95 440 đồng, trong khi dầu diesel tăng thêm 180 đồng. Liên Bộ Công Thương Tài chính cho biết giá xăng E5 RON 92 từ 15 giờ ngày 4 tháng 5 cao nhất là 27.460 đồng một lít, tăng 330 đồng. RON 95 là 28.430 đồng một lít, tăng 440 đồng. Trong các mặt hàng dầu, duy nhất dầu diesel tăng giá bán thêm 180 đồng lên mức 25.530 đồng một lít. Dầu hỏa vẫn giữ nguyên giá là 23.820 đồng, còn dầu ma dút giảm 240 đồng một ký về 21.560 đồng. Đây là kỳ tăng giá thứ hai liên tiếp từ cuối tháng 4. Từ đầu năm đến nay, giá xăng bán lẻ đã 8 lần tăng, 3 lần giảm. Quý vị và các bạn vừa đón xem những thông tin trong nước, còn bây giờ là phần tin quốc tế nổi bật sẽ có trong ngày. Hàn Quốc, Nhật Bản chỉ trích vụ phóng mới của Triều Tiên. Cuộc chiến trừng phạt Nga, phương Tây tiếp tục leo thang. Trạm quan trắc cao nhất thế giới. Biến thể phụ SE tồn tại trong cơ thể lâu hơn các loại trước. Tiếp tục thông tin về vụ phóng vật thể của Triều Tiên vào sáng 4 tháng 5 theo giờ Hà Nội. Theo quân đội Hàn Quốc, đây là một tên lửa đạn đạo được phóng đi từ khu vực mà Bình Nhưỡng phóng các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trước đây. Hàn Quốc và Nhật Bản đã chỉ trích vụ phóng mới nhất này. Phía Hàn Quốc cho rằng vật thể bay trong vụ phóng này là một tên lửa đạn đạo được phóng đi từ sân bay Sunan của Bình Nhưỡng lúc 12 giờ 3 phút ngày 4 tháng 5 giờ địa phương, tức 10 giờ 3 phút cùng ngày giờ Việt Nam. Vật thể đã bay xa 470 km và đạt độ cao tối đa 780 km với vận tốc Mach 11. Các cơ quan tình báo của Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục phân tích chính xác về các thông số cụ thể. Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ phóng và cho rằng đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng nhanh chóng trở lại con đường đối thoại. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết vật thể trên đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này và chỉ trích vụ phóng đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản, của khu vực cũng như quốc tế. Đây là vụ phóng vật thể bay thứ 14 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay và được tiến hành chỉ vài ngày trước thêm lễ nhậm chức của Tổng thống mới của Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol, người luôn khẳng định chính quyền của ông sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì hôm nay ngày 4 tháng 5, gói trừng phạt thứ 6 của EU sẽ được đề trình cho các quốc gia thành viên phê duyệt. Trong khi đó, hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp trừng phạt kinh tế trả đũa các quốc gia và tổ chức quốc tế không thân thiện. Theo truyền thông phương Tây, gói trừng phạt thứ 6 mà EU soạn thảo tiếp tục tập trung vào hai lĩnh vực quan trọng là năng lượng và tài chính. Theo đó, các nước châu Âu sẽ dần dần ngừng mua dầu của Nga trong vòng từ 6 đến 8 tháng. Riêng đối với hai quốc gia Hungary và Slovakia, vốn phụ thuộc vào dầu của Nga nhiều hơn so với các quốc gia EU còn lại, có thể tiếp tục mua dầu của Nga đến năm 2023. Trong khi đó, nguồn tin của AFP cho biết Bulgaria và Cộng hòa Séc cũng đang muốn có được cơ chế miễn trừ này. Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, gói trừng phạt thứ 6 dự kiến ngắt kết nối bổ sung một số ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống SWIFT, bao gồm ngân hàng tín dụng Moscow, ngân hàng nông nghiệp Nga và đặc biệt là ngân hàng Sberbank đang chiếm thị phần rất lớn của Nga hiện nay. Trước các gói trừng phạt dồn dập và được đánh giá là cứng rắn chưa từng có của phương Tây, hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật về các biện pháp trả đũa kinh tế đối với các quốc gia và tổ chức quốc tế không thân thiện, trong đó cấm thực hiện các giao dịch và nghĩa vụ đối với các cá nhân và pháp nhân nước ngoài trong danh sách trừng phạt, đồng thời cấm xuất khẩu nguyên liệu và sản phẩm từ Nga có lợi cho các đối tượng này. Sắc lệnh cũng quy định trong vòng 10 ngày, chính phủ Nga sẽ phê duyệt danh sách các quốc gia và tổ chức thiếu thân thiện nêu trên. Các biện pháp trả đũa qua lại của cả hai bên sẽ tiếp tục gây mất lòng tin, tạo ra bối cảnh khó khăn cho những nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine bằng một hiệp ước hòa bình. Ngày 4 tháng 5, các nhà khoa học Trung Quốc đã thiết lập một trạm quan trắc khí tượng tự động ở độ cao hơn 8.800 m trên núi Everest
nằm ở biên giới giữa Trung Quốc và Nepal. Đây là trạm quan trắc cao nhất thế giới. Với độ cao 8.830m, trạm quan trắc này sẽ hoạt động thay cho trạm quan trắc nằm ở độ cao 8.430m do các nhà khoa học Anh và Mỹ xây dựng năm 2019 ở sườn phía nam của núi Everest, hay còn gọi là núi Komolanima. Nếu tính cả trạm quan trắc mới này, tổng cộng có 8 trạm quan trắc khí tượng được xây dựng nằm cao trên núi này. Dữ liệu khí tượng thu thập từ các trạm này sẽ hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như cho các hoạt động leo núi. Đội ngũ các nhà khoa học làm việc tại trạm quan trắc sẽ tiến hành các nghiên cứu về biến đổi môi trường, sự thay đổi nồng độ khí nhà kính, sự tác động của khí carbon tới hệ sinh thái và sự thích nghi của con người với các hình thái thời tiết cực đoan. Liên quan tới dòng phụ SE của biến thể Omicron, các nhà khoa học Anh mới đây cho biết người nhiễm biến thể phụ này có kết quả xét nghiệm dương tính tới hơn 10 ngày, dài gần gấp đôi so với thời gian tồn tại thông thường của các biến thể phụ trước đó. Theo nghiên cứu tại cơ sở xét nghiệm COVID-19 Sinsport Diagnostics ở Anh, nhiều người có kết quả xét nghiệm dương tính trong 10 ngày hoặc lâu hơn, thay vì chỉ 6 đến 7 ngày như thời điểm làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron mới bùng phát. Điều này đồng nghĩa virus có điều kiện để lây lan rộng hơn nếu chỉ thực hiện cách ly trong thời gian tương tự các biến thể trước đó. Theo các nhà nghiên cứu, nếu không thường xuyên tiến hành xét nghiệm COVID-19, sẽ khó có thể xác định biến thể nào đang còn tồn tại để có biện pháp phòng dịch phù hợp. Đặc biệt, trong bối cảnh chính phủ Anh cũng như nhiều nước trên thế giới đã ngừng triển khai chương trình miễn phí xét nghiệm COVID-19, sự xuất hiện của biến thể SE sẽ đặt nhiều người trước nguy cơ dễ bị tổn thương. Được ghi nhận lần đầu tại Anh vào tháng 1 năm nay, SE là biến thể tái tổ hợp giữa các dòng phụ BA.1 và BA.2 của Omicron. Quý vị và các bạn vừa xem xong phần điểm lại những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày hôm nay trên báo Tây Ninh Online. Quý vị có thể theo dõi lại nội dung chương trình này trên trang YouTube, Facebook và các hạ tầng khác của báo Tây Ninh. Rất vui khi nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!